Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ sáu, em tiếp tục lên sóng vài món nha anh em. Rồi đầu tiên là cặp cớp cớp 92 93 nha anh em. Cớp là sơn green tem green đẹp. Cỡ này là quá đẹp rồi nha anh em. Anh em không có nứt bể nha, chỉ có cái này bị nứt nhẹ bên đây nha anh em. Có cặp cớp này là 600. Bao anh em là sơn green tem green nha, không bắn tút nha, cỡ này là quá đẹp rồi nha anh em. 600 nha anh em, cặp cớp tem chìm. Rồi một cái đèn hậu. Đèn hậu này là 800 nha anh em. Nắp green đẹp nha, nắp này. Nắp là đúng nắp green chứ không phải là hàng Thái nha anh em. Nó có luôn miếng ron đầy đủ hết, 800 nha anh em. Đèn hậu custom. Này xài cho nói chung là cúp đèn vuông là xài được hết nha anh em. 800 nha. Rồi một cái Boe 50. Boe 50 này còn cũng đẹp nha anh em, nhưng mà nó có nứt nhẹ ngay cái tay nha. Nhưng mà cái này cũng không sao. Anh em về bắt con ốc chứ gắn cái miếng ấy là nó che là được. Cái này bán là 300 nha. Xài 81, 86 cúp tâm gì được hết nha anh em, 300. Nó còn rất là đen luôn nha anh em, chưa có bị bay màu. Đó, cái cổ dê này nó cũng còn si đẹp. 300 nha, gắn 81, 86, cúp tum 50 gì tùy anh em nha. Nói chung là tất cả các dòng cúp mà 50 còn rất là đen luôn. 300. Do nó bị nứt cũng bán 300 nha anh em. Rồi một cây bô. Bô này bô 50 nha anh em. Bô này là có dĩ nha, bô là đẹp. Bô là Sirin là cực đẹp luôn. Cổ cũng đẹp luôn nha anh em. Mà nó bị lắc, nó nghe tiếng kêu bên trong. Đó, vừa hôm bán cho chú kia là bây giờ về chú nó bị lỗi nên trả lại. Giờ bán lỗ cắm đầu luôn. Cây này bán là 500 cho anh em về tự xử lý nha. Nó si là cực đẹp luôn. Nó si là nói chung là cây bô này là si là như mới luôn nha anh em. Anh em nhìn cổ nè. Đó, nhưng mà chỉ nó bị lỗi là có tiếng kêu bên trong, anh em nẹt ga nghe nó rè rè. Đó, anh cho anh em về tự xử lý lại xài nha. Giá bán là bằng cái bô lô nha anh em. Bô lô giờ hiện tại cũng 300 mấy mà cái tiếng nó rất là dở. Chứ là cái bô lô chạy rất là nóng máy nha anh em. Em thấy gì chứ ở trong nó không có được như bô rin đâu. Anh em gắn bô rin thì chạy nó không thoáng, không có bị nóng máy. Gắn cái bô lô là chạy trời cái máy nó như là nghe thấy mệt mỏi lắm. Giá là lỗ sặc máu rồi nha anh em. 500. Cây bô cúp 50. Rồi một cây bô cúp 70 90 xài chung nha. Cây này bán là 2 triệu 9 nha. Sirin. Sirin là rất là đẹp nha anh em, không có bị mè luôn. Này bô Gosi nha anh em, bô Gosi. Đó, cổ là bên dưới là đẹp luôn nha anh em. Cái cổ này anh em về có thể đánh ra hoặc để đi cũng được, tại vì hàng heo xe mà. Bắt buộc gắn xe mấy chục năm nó phải có vết tì vết nha anh em. Tổng thể là mặt dưới cỡ này là quá đẹp rồi. 2 triệu 9 nha anh em. Bô này anh em xài cho 70 hoặc là 90. Sáng bóng luôn. Này, mặt dưới nè. 2 triệu 9 nha. Bô Gosi. Đó, hăng là cũng rất là đẹp. Đó, bô anh em nhiều anh em hỏi là phân biệt sao cái anh em cứ nhìn thấy bô mà cái lỗ bự là bô 50 nha. Còn lỗ nhỏ là bô 70 90 đó. Nó làm ngược đời. Có nhiều anh chơi xe lâu năm cũng không biết luôn, đứng cãi nói bô 90 là phải lỗ lớn chứ sao lỗ nhỏ, đứng cãi chì cãi cối, mình cũng không trách được tại vì không có tiếp xúc nhiều nên không biết. Đó, cái bô 70 90 là lỗ nhỏ, còn 50 là lỗ lớn, đơn giản vậy thôi. Anh em cần cái nào cứ alo em nha.